Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là BOCG. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng đến với cái series BOCG đến thường và cùng lăn đồ dễ của các bạn nào. Thì hôm nay điều đặc biệt là mình sẽ có kem anh em ơi. Và nếu anh em thích thì nhớ bấm like cho mình nha và đừng quên subscribe kênh mình. Và anh em nếu muốn mình quay kem tiếp tục như vậy nữa thì anh em hãy bình luận ở dưới cơ thể của mình có tiếp tục quay hay không nha. Đây là mình sẽ lấy theo ý kiến của anh em. Nếu anh em muốn mình tiếp tục quay kem thì mình sẽ tiếp tục quay, còn không thì mình sẽ ngưng. Đó là tùy về quyết định của anh em nha anh em ơi. Và anh em nào muốn ủng hộ mình thêm nữa thì anh em hãy click quảng cáo hộ mình. Nếu ở trên máy tính và hiện ra quảng cáo thì anh em hãy bấm hộ mình để mình kiếm thêm chút kinh phí. Yes. Thì lúc đầu mình đã không quay nên giờ mình mới tiếp quay từ phút thứ 7 nè. Mình đã ăn được xin giấy nó một mạng rồi. Mình hơn nó một level thôi. Mày chơi. Mày điên nè. Có mạng ngay vừa mới quay là thấy anh em thấy chưa? Đó là sức mạnh của Timo khi lên sát lực. Và video này thì mình sẽ cầm Timo lên full sát lực cho anh em xem. Đây là một yêu cầu của một bạn đã ủng hộ cơm mình từ rất lâu rồi. Nhưng mà bạn ấy đã cơm mình rất nhiều lần mà mình vẫn chưa làm. Nên mình quyết định mình sẽ làm cho bạn ấy. Timo lên full sát lực thì mình sẽ lên cái dạy kiếm đầu tiên để mình lấy đam. Cũng như là rất là nhiều cái đam. Và cái nội tại của nó nữa rất là thích. Đấy, mình đã mang bản đam và tóc đánh luôn rồi, mình không mang bản phép nào cả, không có chút phép nào trong người mình luôn. Đấy, phép thôi. Và mình cũng đã có một cái video lộ mặt rồi, thì nếu anh em là chưa xem thì anh em có thể xem. Có nhiều anh em đã nói là mình chưa lộ mặt, mình cũng rất là cạn lời. Mình không biết nói gì thêm, mình đã lộ mặt rồi, anh em vẫn nói mình chưa lộ mặt. Quỳ thật chứ. Nên là chơi game mới đeo kính anh em ơi, còn bình thường là mình không có đeo kính đâu. Đó là bùa. Mình đã ăn được sinh nhật đó, tặng 20. Mà nó farm mình thua, mình farm nó gấp đôi, hơn gấp đôi nữa. Nó hơn nó tặng 3 level, what the fuck. Gì kinh thế. Mang cái hai mạng mà hơn tặng 3 level sao mà chơi đây men. Phương Quỳnh, nghe tên là biết chí rồi. Con gái hay là con trai chơi đây? Con gái chơi hay con trai chơi giờ mình cũng xúc hết. Mày vào đây. Mày vào đây. Nửa cây ngay anh em ơi. Nửa cây ngay, nhon như mày. Thằng Lee Sin mình cũng đang rất là xanh 20. Nhưng mà nó farm mà nó là như xích luôn. Phút thứ 9 mà farm 9 con. Farm bằng thêm từ Lee Sin tên mình. Farm kinh khủng nè. Phút thứ 9 farm đúng 9 con. Ok. Mày lên đây mày. Lên đây mày. Lên đây mày nhóc con này. Ở đây là sinh viên mới sửa nên là mình cũng biết sơ sơ skill của nó rồi. Mình chưa đọc hết nhưng mà mình cũng đã biết phải nói là sơ sơ. Đi xin quyết định mà có ý định băng trụ nè. Đã quỳ ục rồi. Hay. Nice. Đi xin hay đấy. Tuyệt vời. Đi xin với mình có một phần phối hợp chủ yếu là nhờ Đi xin gãi nên mình mới ăn được cái mạng này. Anh ấy để R flash cho mình. Không phải. À đúng rồi. Flash ra để R về. Hay quá, được không top. Nice, hay lắm. Lee Sin đánh kinh đấy, nhưng mà nó phải nói là farm như xích luôn, thề luôn. Phút thứ 10 farm 10 con, nó lại farm bằng thêm nữa rồi. Cái nội này farm kinh bằng thêm không à, không bao giờ thua thêm á. Ăn cái chủ này mới, ăn cái chủ. Ăn cái chủ chết cũng được. Lee Sin không chết luôn. The fuck. Giảm nắm đi man. Giảm nắm đi con. Ôi giời ơi, tóc biến luôn. Vào đây mày. Vào đây. Thơm chưa? Ôi. Oh man. Mình không mấy gì hết đi. Mê. Ngu thật. Phê đó dẫn ngay nó rồi. Sự tính mình nó rất là nhây đi mà. Mê nãy về được mà không về. Là nó quất một phát chết ngay. Chết mạng ngu người luôn. 3-1. Phan mà nói là kinh khủng và lờ. Và anh em nào xem đến đây và vẫn chưa like cái video này thì hãy nhớ bấm like cho mình nha. Hãy ủng hộ mình cái động lực để mình tiếp tục quay cam. Thì camera anh em ơi. Và những anh em nào chưa like thì bấm like nha. Và hãy chia sẻ video này. Và cũng như là click quảng cáo. Và ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký cho kênh cơm mình nha. Chỉ bố combat rồi. Bắn đi, bị kéo rồi.
nhưng mà không sao, anti rất đẹp luôn. Ồ ồ ồ ồ ồ lời rồi mình thấy tên mình lời rồi đó. Mình đã lên được sắc lực rồi anh em ơi, luôn mình đã lên được cái dễ kiếm rồi. Đấy, giờ bắn thấm ngay 160 đam để anh em đã bây giờ thấy là Timo nó lên sắc lực chưa này. Có lẽ là mình lần đầu tiên mình lên mình cầm Timo mình lên sắc lực, mình không biết đã có ai lên chưa, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình chơi Timo sắc lực. Mình nghĩ là nó cũng bình thường nhưng không, thật sự là rất mạnh. Ui rồi vẫn farm đều đặn này, rất ghê, kinh khủng luôn. Xin nhiều lại chết rồi, nó 1-4 rồi. Mình không hiểu tại sao mà mình lên đam mà thanh niên nó lại lên kháng phép. Tôi quỳ rồi. Chắc thanh niên đó lại nghĩ thôi thằng này là lại lên phép commander, mình phải lên kháng phép để khắc chế đó thôi. Mà ai ngờ mẹ mình lại lên đam, úi rồi ôi, xui thế nhờ xin gieo. Lên đồ khắc chế nhau nhưng mà không thành rồi. Này mình bê chủ nhưng không ai lên kẻ, mình kẻ phải nói là rất xanh luôn. Đấy, hôm nay mày thông ta đi, mày về thông ta đi. Đúng rồi. Oh shit. Cần hai. Phải đó mình chưa có cái quỳ để mình bắn mù đó cho nó khỏi đánh thường mình. Phải đó mà có mù là mình thật sự là cân hai mà không chết luôn á. Mà không sao, mạnh là được rồi, không cần phải thiết là cần phải sống. Có mạng là ok, hai mạng luôn, năm chết hai. Nhóc siêu lợi lờ. Mình tên mình là cái đe rớt đi mít về thanh niên đi đó. Cái sinh lên thanh niên đã quyết định lên mắc không phép luôn. Lầy vãi đái, lên đồ về là thấy biết tính lầy lội cỡ nào rồi. Unbelievable luôn. Mình đã lại chủ hai top xong rồi nên giờ mình sẽ xuống mít. Nói chung là mình sẽ cover nó một tí, farm giùm nó một tí, giết mạng giùm nó một tí. Đây, bay qua đây. Đúng rồi. Đúng hướng luôn. Rồi ôi, đúng là ông trời thương mình rồi. Vừa mới xuống rồi để cái mạng ngay rồi. Tuyệt vời quá vậy. Giờ mình đã 196 đem. Sao không cho 169 đem nè. Nhưng mà thôi, càng đem cao thì càng tốt chứ đừng có chân ngược lại bốc xịt đó. Sala. Ok, đủ tiền về mua cái kiếm mà vô mua rồi. Vậy là mình sẽ có hai món đồ sắc lực rất kinh khủng. Có red đúng không? Thì mình sẽ đi ăn blue. Đi ăn hai búp và nó là sức mạnh nhân đôi 100% luôn. Phương Quỳnh anh ấy đang bị hành là sắp bật lờ, từ bot xuống mid, từ mid lên top luôn. Ê blue. Oh yeah. Đấy, có boss đây, cũng một chơi đi. Có tại đây nè. Trời ơi, đây rất mạnh như sao chơi đây. Đấy, có 4 bài viết đấy. Chạy nhanh quá. Nó chạy mà nó là nhanh vãi cái ra rồi. Sao mà giết rồi. Bắt đầu rồi, mày còn ngay là tao tóc biến lên tao chơi mày luôn à. Oh shit. Oh man. Điên nè. Oh, xin dễ nó thông chết mà nội. Để đó dưới đây đúng rồi. Hay quá. Ui, để đó còn rờ. Nhưng mà xui và lờ luôn. Rồi, không sao, cho sinh viên nó reset tiền cũng như là nó xanh lại được tí cho mình là có cảm giác là nó có trong game. Chứ thật sự nó thọt quá thì mình nó cứ cảm giác là nó cứ là như đánh máy anh em. Đấy. Nhảy làm gì? Thanh niên bị chấm hỏi luôn á, quỳ thật chứ. Quỳ luôn. Những ai xem bên đây và chưa like thì nhớ bấm like nha anh em ơi, mình đã nhắc tận 3 lần rồi đấy. Anh em nào chưa bấm like thì đó là một tội lỗi. Xúc nó. Ok. Ôi xui. Bắn đi.
bắn nó. Và những ai có ý kiến nào hay anh em cứ bình luận ở dưới nha, mình sẽ xem xét từng cái ý kiến nào mình sẽ làm trước làm sau, cái nào dễ làm trước còn cái nào khó làm sau nha anh em, và cái nào cực khó thì bỏ qua, và mình cũng không muốn làm cái nào khó quá tốn thời gian. Xúc nói ôi đi xin gặp xin gieo lại chạy thế này. À đây đây đây, tao lên này, tao lên này, tao lên này. Xúc nó men, xúc nó men, tôi mua sức lực để lên đây. Chạy chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ nè, chạy hộ nè. Mấy nó chạy nhanh vậy? À đâu rồi, ở đâu rồi, đó kia nó hết mấy đây để ro rồi. Ủa, còn vẫn còn rồi, máy hắt rồi, nhưng mà giết này đỏ được không sao, giết đỏ này. Đó nó chạy kinh thật chứ, bốn rồi liên tục luôn, phải nói là được không nổi đâu anh em à. Đó nó chạy nhanh quá, xá là nhanh luôn, có chưa rờ lỗi vải đái. À mày bê trụ qua, à cho mày bê trụ, nó bê trụ được đi anh em, nó do nãy mình bắn thường nó huy cái chết luôn mà. Này không chết, không chết kìa, nó phát này điên rồi, nó điên rồi. Anh nói là tìm mua sát lực bắn khá là thấm anh em ơi, thật sự luôn, bắn khá là thấm luôn, bắn cực sực cực cực thấm, cực thấm. Mày điên, mày điên, mày điên nè, mày điên nè, nãy quên thiêu đốt chưa, mày ngu thật chứ, nãy quên thiêu đốt đang mạng, tiếc cái thiêu đốt, mình tưởng nó chết rồi, ai ngờ tiếc thiêu đốt lại mất mạng, lại chưa nó được điều gì kể. Ai ủa xin gieo, xin gieo cứ thích thông em nhỉ. Sao anh, sao anh, sao anh, sao anh, mày lại điên nè, rượt theo nè, thể diều chết ngay, thật sự là bắn rất thấm luôn á, bắn đem không à. Đấy 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 anh em thấy chưa, thấy kinh khủng chưa, thấy bắn mạnh chưa, chín chích ba phê em phải nó. Ủa mày điên, điên nè, điên nè, điên nè, bắn sắp bật lờ ngay. Thôi về về về, mình không có muốn nhây, mình không có muốn nhây, mình không có muốn nhây nhây nhây. Nãy nhây một lần chết là đủ rồi, giờ không có lần thứ hai đâu men, cái gì cũng có một lần thôi. Đấy xin lên tiếp tục cái này là món sắc lực thứ ba, rất mạnh luôn, đem là 258 đem. Ui rồi ôi, đem không là đem không à anh em ơi, sự trời rất nóng, mấy nóng phải đái luôn. Ăn red tiếp, nãy giờ mình phải nói là red trong tay mình là ba bốn con rồi, cả red mình là red nó luôn, mình ăn hoài mình ăn hết luôn á, không chừa ai hết. Lý sinh mình vẫn farm bằng thêm, họ chưa hơn thêm luôn rồi, cái này là 54535 wow đẹp quá, không có mình là tem nát ngay, không có mình là tem nó lại ngát nát ngay. Ôi wow, đây rất cân ba rồi, kinh khủng gì men. Họ có chuối top nha, mày chạy về không đây, có chuối nha, có chuối nha, trời ơi bắn ba bắn nè, bốn bắn, năm bắn, chạy mày chạy đâu, mày chạy đâu né, ủa nó không kéo luôn rồi, sao mày lên đây mày, thằng Evelyn kia, thằng Evelyn kia mày lên đây né 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 né, bắn sắp bật lờ nó ngay. Mày là điên nè, mày nữa nè, con bê luôn, vào đây bắn hết cả bê luôn. Em thấy sức mạnh của Timo lên sắc lực rồi, phải nói là cần hết tất cả tem. Mày lại điên nè, ôi chạy đem kinh khủng thật chứ này. Ui mẹ thằng này nó
thằng này nó xài skill, mình bắn mù nó cũng như không à, nó xài skill mà, nên mình bắn mù nó là cũng phế vật thôi. Xui được, cái đó là chịu rồi. Rồi giờ sẽ lên như đây, đủ rồi, giờ mình sẽ lên dép hồi sinh để mình giữ cái mạng cờ hó này một xíu. Đấy, đam là 306 đam, 306 đam, rất kinh khủng. Bắn nó, nice. Đi sao đây? Ôi anh ơi, anh đây đó ơi, câu vòi cho Sega bắn kìa, ma pha làm gì vậy? Tôi lên nè, tôi lên nè. Lùi về, lùi về, lùi về. Thôi chết ngu á. Đấy, mới chết ngu về rồi, xong rồi. Chết ba mạng rồi, rồi xong luôn, ma pha bị bắt luôn rồi. Nó đây, nó đây, nó đây, nó đây nè. Anh chạy đường đó sẽ em mà cứu anh ơi. Rồi, ok, có Lee Sin, có Lee Sin. Quên. Ok, ok. Ok. Mày, đi đâu? Chạy hộ cái nào. Chạy hộ cái. Chạy hộ một cái nào. Kẻ S thôi mày, Lee Sin. Mày kẻ S4 mày à? Đâu dễ. Họ đem mình rất mạnh luôn anh em ơi. Mày, mày nè, hai bắn, ba bắn, bốn bắn. Bom bắn à, bom bắn à. Tốc biến chơi luôn. Ui. Quái bắn chết luôn rồi. Wow. Mình không cần phải tốc biến cái phe đó luôn á, quái bắn nó bắn chết luôn rồi. Tại sao mình giết nó được có 92 đồng như thế này? Mày mày nè. Tao hơn mày bay level đó man. Vào đây. Vào đây xúc hết luôn. Vào đây. Vào đây. Oh shit, ngu rồi, ngu rồi, ngu rồi, ảo tưởng rồi. Ảo tưởng rồi, ảo tưởng rồi. Tưởng là cân B được mà ai ngờ đúng cân B luôn, nhưng mà không giết được mạng mạng nào. Bốn đứa nhìn thấy đứa nào cũng lật hết. Đây đó thì lên mắt mắt tăng luôn, kháng phép 157 kháng phép và máu BK và L. Xúc ra đây, chờ ông kéo về phải nói là mù mắt nhau luôn á. Mình bị điên à. What the fuck? What the fuck man? Xúc nó. Này thì con bay được, mình nghĩ con bay được. Nhưng mà có vẻ là không được, không như mơ rồi. Anh ấy bị đắm sắp mặt lờ trên kèo. Rồi giáp hồi sinh ngay. Đây em phải đá rồi. Trận này mình nghĩ là nên win sớm đi mà. Trận này là có vẻ là được rồi. Không không nên dây dưa thêm nữa. Chỉ càng thêm đau khổ. Và anh em nào muốn ủng hộ mình quay cam thì anh em hãy cứ bình luận dưới nha. Và nó nhiều người đồng ý thì mình sẽ tiếp tục mình quay cam như thế này. Để anh em có thể tương tác với mình nhiều hơn. Xúc nó đây. Bắn nó. Chạy. Đi đâu mà mày chạy đâu? Chạy đâu mày? Né. Kiểu nó kiểu. Và video này là kết thúc rồi, thì nếu mà anh em thích thích thì nhớ bật. Ồ, tui tui. Mày nè. Sao mày? Tao bắn mày trước á. Bắn mày trước con nhóc con này. Ôi, vào đây, vào đây. Vào đây. Vào đây. Mày double kill, double kill. Double kill, triple kill, triple kill. Triple kill. Yeah. Và tạm biệt anh em, và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Bye bye. Ủa chưa chưa, cứ quay ra, cứ quay ra. No way to kill, no. Tạm biệt anh nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình.